Từ cuối năm 2021, khi dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu được kiểm soát, huyện Xuyên Mộc đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2020-2021 đều đạt kế hoạch được giao. Kết quả này được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh với huyện Xuyên Mộc về tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công. Trong 2 năm 2020 và 2021, nguồn vốn đầu tư công tỉnh giao cho huyện Xuyên Mộc hơn 1.100 tỷ đồng cho 85 dự án. Ngân sách huyện cũng bố trí 2.300 tỷ đồng cho hơn 800 dự án. Năm 2020, các nguồn vốn đều được giải ngân. Sang năm 2021, tiến độ giải ngân vốn cũng đảm bảo. Riêng các dự án chuyển tiếp, khởi công mới chỉ đạt 75% kế hoạch. Tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chỉ ra nguyên nhân. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số dự án phải tạm dừng thi công. Nguồn nguyên vật liệu xây dựng không sản xuất sẵn ở địa phương, dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn, cũng ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Quy hoạch điều chỉnh của thị trấn Phước Bửu chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, nên một số dự án được ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư cũng chưa thể triển khai, buộc phải điều chuyển vốn. Và huyện đã báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban tỉnh chuyển toàn bộ cái nguồn vốn bố trí cho ba dự án này đền bù phong bằng, chuyển qua những dự án khác cũng tiếp tục thực hiện giải phóng bằng, cụ thể là đường 38, đường số 2, đường 24/4 là cũng cơ bản giải ngân. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phân bổ kế hoạch vốn đối với các công trình thuộc chương trình mục tiêu, sớm phê duyệt quy hoạch thị trấn Phước Bửu để huyện có cơ sở triển khai một số dự án. Chúng tôi cũng đã có một cái dự án, có cái tờ trình về Ủy ban tỉnh là xin để xây dựng một khu tái định cư có đầy đủ cái công năng để cho người dân thực sự phải tốt hơn khi mình giải tỏa người ta ở lần đầu. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn là cái này nó được các đồng chí quan tâm cho một cái dự thêm một bổ sung cho Xuyên Mộc để Xuyên Mộc không có bị động khi mà chúng ta bắt đầu triển khai những cái dự án trong những năm sắp tới. Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các phòng ban của huyện Xuyên Mộc tăng cường hơn kiểm tra giám sát đơn vị thi công để tháo dỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư công. Đối với các công trình đã hoàn thành, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.